Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Lọt Hố Đam Mỹ với giọng đọc của show Truyện Ảnh Đế với Ảnh Đế tập 11. Trước khi vào truyện thì mình cũng có đôi lời muốn nói nha. Tại vì sau dịch mình công việc của mình nó dồn lại nhiều quá, nên là nhiều lúc đi về cũng muốn đọc cho các bạn nghe lắm, nhưng mà buồn ngủ chịu không nổi luôn. Nên là hôm nay mình sẽ quay trở lại và đọc cho các bạn nghe. Mình hứa là sẽ cố gắng đọc đều hơn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Ngày hôm sau tới phim trường, Trịnh Diệc Vy vì ngủ không đủ giấc nên thần sắc uể oải, không ngừng đánh ngáp. Hắn không phải kẻ ngốc, vừa tỉnh dậy đã từ trạng thái quay cuồng khôi phục lại thần trí. Ý thức được bản thân mình cùng Tiềm Vũ đêm qua luyện tập cảnh hôn cũng quá mức nóng bỏng. Hắn ôm đầu, trong lòng thầm than thở, bởi vì cấm dục lâu ngày nên đói bụng ăn quàng, đối với đàn ông cũng có phản ứng sao? Hắn lo lắng khi gặp lại Tiềm Vũ, đôi bên sẽ có chút ngượng ngùng. Nhưng nhìn vẻ mặt vô cùng tự nhiên của cậu, hắn lại cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều. Ăn bánh mì không? Tiềm Vũ đưa qua một miếng bánh mì nướng mà người dân trên đảo đã cho cậu. Trịnh Diệc Vy cầm lấy cắn hai miếng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn cậu. Lòng bàn tay của Tiềm Vũ hơi ướt mồ hôi, nhưng vẻ mặt và giọng nói lại hết sức bình tĩnh. Sao vậy? Ăn không ngon hả? Ngon, ngon. Trịnh Diệc Vy cuối cùng cũng thả lỏng cơ thể. Ngày hôm qua, Tiềm Vũ thực sự chỉ cùng hắn luyện tập mà thôi, nhưng trong lòng hắn lại có chút cảm giác không thoải mái. Về phần tại sao không thoải mái, hắn cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ là giận bản thân mình không chuyên nghiệp, vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi vai diễn. Anh à, miệng của anh sao lại sưng như vậy? Nhìn giống như lạp xưởng vậy đó. Tiểu Mật bước lại gần, tò mò hỏi. Sáng sớm Trịnh Diệc Vy soi gương cũng phát hiện, hắn không dám nhìn Tiềm Vũ, lúng túng giả vờ che miệng ho khan, trong lòng hơi chột dạ. Khổ, do ăn quá nhiều đồ cay. Ngày hôm qua đâu có ăn món nào cay đâu ta? Tiểu Mật nghi ngờ, sau đó lại nhìn về phía Tiềm Vũ. Tiềm thiếu, miệng của anh cũng rất sưng. À, em biết rồi. Hai mắt cô chợt lóe sáng, biểu tình giống như vừa thông suốt chuyện gì đó. Trịnh Diệc Vy khẩn trương hỏi. Em biết cái gì? Tiềm Vũ cũng vẫn tai nghe. Tiểu Mật hai tay chống nạnh, trợn mắt nói. Các anh nhất định là thừa dịp mọi người ngủ say lén ra ngoài ăn vụng, miệng bị biến thành lạp xưởng, đúng đáng đời. Tới cảnh quay rồi, mau đi thôi. Trịnh Diệc Vy hướng Tiềm Vũ nói. Tiềm Vũ gật đầu, hai người bỏ lại Tiểu Mật, cùng nhau đi đến ngôi nhà tranh mà đoàn phim dàn dựng. Tiểu Mật ở phía sau lẩm bẩm. Kỳ lạ, ớt trên đảo đều là giống ớt ngọt, sao lại cay thành như vậy chứ? Nhân viên trong đoàn đối với việc môi của hai người bị sưng đỏ như lạp xưởng cũng rất tò mò. Tiềm Vũ thản nhiên không nói gì, Trịnh Diệc Vy lại tìm cách pha trò cho qua chuyện. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ có Lục Nhậm nhạy cảm phát hiện ra điểm bất ổn. Cậu lén lút gọi điện qua cho Quay Dệ. Làm sao bây giờ? Tội nghiệp của tôi nặng quá. Tôi chỉ muốn quá trình quay phim được thuận lợi nên mới để hai người bọn họ ở chung, nhưng dường như đã làm hại đến Trịnh Diệc Vy rồi. Qua Duệ hỏi rõ sự tình, sau đó bật cười gian xảo. Trước đây tôi nói cậu thiếu kiến thức, cậu còn không thừa nhận. Còn nhớ lý luận biện chứng về nguyên nhân hệ quả trong sách giáo khoa triết học hay không? Nguyên nhân bên trong chính là nguyên nhân cơ bản về sự biến hóa của sự vật, có tác dụng khởi phát. Còn nguyên nhân bên ngoài chỉ là điều kiện thúc đẩy sự phát triển. Tất yếu phải thông qua nguyên nhân bên trong mới có thể phát huy tác dụng. Nếu Diệc Vy không muốn mình tông, cậu có ra sức bẻ cũng không được. Còn nếu hắn đã muốn cong thì cho dù cậu không đem Tìm Thiếu ném vào phòng hắn, hắn cũng sẽ tự bò đi tìm. Lục Nhậm lau mồ hôi lạnh trên trán. Sao tôi có cảm giác cậu rất hào hứng?
tôi và đào tử có thể vì thần dân trong thế giới này mà nghênh đón thêm thành viên mới. Dĩ nhiên phải vui mừng rồi. Lục Nhậm không nhịn được cắt lời y. Cậu đừng có vui mừng quá sớm. Tôi cảm thấy Diệp Vi còn chưa có công đâu. Hắn và Tìm Thiếu mặc dù có điểm kỳ lạ nhưng hai người thoạt nhìn vẫn bình thường à. Thì bây giờ còn chưa công, nhưng là đang trên đường công, Qua Duệ khẳng định. Tôi gần đây cũng rảnh rỗi, hay là lên đảo thăm ban nè. Muốn ăn cái gì không? Tôi bảo đào tử đem qua. Qua Duệ dở giọng từ bi nói. Lục Nhậm câm nín nhìn trời, trong lòng thầm mắng. Cuối năm nhiều lễ trao giải âm nhạc lớn như vậy, hơn nữa y không phải đang chuẩn bị khởi đồng tour diễn hay sao? Vẫn còn có thời gian rảnh rỗi. Muốn hóng chuyện thì cứ nói thẳng, thì mắc cớ gì tham ban. Còn âm mưu dùng đào từ để hối lộ cậu, không được làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim của tôi. Ngài uy danh của Qua Thiên Vương, Lục Nhậm cuối cùng vẫn đồng ý cho y đến thăm ban. Thật ra thì cậu cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của đồ ăn, mấy món do đào từ nấu, nghĩ thôi đã chảy nước miếng. Hai ngày sau, Qua Duệ và đào từ đã có mặt ở trường quay. Trịnh Dực Vi lúc này mới biết chuyện bọn họ đến thăm ban. Sắp đóng máy rồi, có cái gì mà xem? Trịnh Dực Vi lấy làm lạ hỏi Qua Duệ. Đầu tháng 12 này không phải cậu mở concert ở sân vận động sao? Khỏi cần luyện tập hả? Qua Duệ mỉm cười kiêu ngạo. Đối với bổn ca vương, sự tùy hứng thì mới là trạng thái tốt nhất. Đào từ ở bên cạnh cười khúc khích, bộ dáng phu sướng phụ tùy, cực kỳ ăn ý. Trịnh Diệt Vi liếc y một cái, sau đó nhìn về phía ba người Trình Kinh Nguyên, Tiêu Diệp và Tim, lạnh lùng hỏi. Còn ba người tới đây làm gì? Mọi người ở đây đều thất nghiệp hả? Sao rảnh rỗi vậy? Tim thản nhiên nói. Gần đây muốn nghỉ ngơi một chút, nghe nói phong cảnh trên đảo rất đẹp, tôi cũng muốn đến tham quan. Trình Kinh Nguyên ngậm một điếu thuốc, giọng điệu lớn lối. Mọi người muốn tới thì tới, đảo này của cậu hả? Quản được sao? Trịnh Dược Vi thề với lòng, nếu hắn cũng có một hòn đảo tư nhân giống như Tiềm Vũ, hắn sẽ tuyệt đối cấm mấy tên lưu manh này lên đảo. Tiêu Diệp cười hì hì, đấm nhẹ một quyền vào ngực hắn. Dược Vi, tụi em ngàn dặm xa xôi trải qua hai chuyến bay, còn phải ngồi thuyền tới đây, anh chào đón tụi em như vậy sao? Trịnh Dược Vi và cậu trước đây vẫn thường có thói quen trêu chọc nhau, ở trước mặt mọi người không hề tỏ ra cố kỵ. Trịnh Dược Vi cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng khi hắn cảm giác được ánh mắt của Tiềm Vũ như có như không lướt qua, theo phản xạ có điều kiện mà lui về sau một bước, kéo giãn khoảng cách với Tiêu Diệp. Dược Vi? Tiêu Diệp ngạc nhiên nhìn hắn. Trịnh Dược Vi khôi phục lại tinh thần, cũng cảm thấy hành động của mình có phần quái lạ. Hắn cười hì hì lấp liếm. Cảm ơn mọi người đã đến thăm tôi. Tôi cảm động sắp phát khóc rồi. Buổi tối đãi mọi người ăn hải sản có được không? Được. Nhớ rủ Lục Nhậm nha. Nhìn thấy ánh mắt ai oán của tên đạo diễn nào đó, Qua Duệ cuối cùng cũng có chút lương tâm. Rủ cả Tiềm Thiếu nữa. Tiêu Diệp vẻ mặt mê trai nhìn về Tiềm Vũ đang ngồi dưới cây dù xa xa. Tiềm cũng phụ họa. Phải, nhớ gọi cậu ấy. Trịnh Dược Vi lập tức hiểu ra bọn họ đến đây là vì Tiềm Vũ. Bọn họ lên đảo mấy ngày nay cũng không biết Tim từ đâu ra tra được số điện thoại của Tiềm Vũ, cứ cách 2-3 ngày lại gọi điện đến một lần. Ý đồ của Tư Mã Chiêu ai nấy đều biết. Tiêu Diệp cũng thường hay hỏi thăm Trịnh Dược Vi về Tiềm Vũ. Tư Mã Chiêu là một quyền thần nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Trịnh Dược Vi bước tới nói với Tiềm Vũ về chuyện buổi tối cùng ăn cơm. Cậu liếc nhìn vẻ mặt mong đợi của Tim và Tiêu Diệp một chút rồi thản nhiên nói. Được. Cảnh quay sắp bắt đầu. Qua Duệ đã hứa với Lục Nhậm sẽ không làm ảnh hưởng tới công việc của cậu, cho nên y dẫn Đào Từ và mọi người đi một vòng tham quan hòn đảo. Chờ cho bọn họ rời đi, Trịnh Dược Vi mới nhỏ giọng hỏi Tiềm Vũ. Mau nói thật cho tôi biết, cậu cảm thấy Tim và Tiêu Diệp thế nào? Cũng không tệ.
Tiềm Vũ trả lời. Truyện Dực Vi trừng to mắt. Không phải chứ, cả hai cậu đều thích. Tiềm Vũ liếc nhìn hắn một cái. Chưa hẳn là thích. Như vậy là có cảm tình sao? Truyện Dực Vi quyết định chất vấn rõ ràng. Cứ coi là vậy đi, Tiềm Vũ mơ hồ trả lời. Truyện Dực Vi có chút không dám tin. Không phải yêu cầu của cậu rất cao sao? Cậu không cảm thấy Tiêu Diệp quá trẻ con, còn tim thì rất đào hoa hả? Cũng không phải vấn đề lớn, Tiềm Vũ vẫn một bộ dạng bình thản. Trịnh Nhược Vi có chút nổi giận. Thái độ của cậu không thể nghiêm túc một chút sao? Đừng có nói là cậu không nhìn ra bọn họ tới đây là vì cậu nha. Tiềm Vũ ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, sau đó cụp mi nhỏ giọng nói. Tôi biết, tôi sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại. Sau khi đoàn phim kết thúc công việc thì màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Trịnh Dực Vi, Lục Nhậm và Tiềm Vũ đi đến quán rượu duy nhất trên đảo tìm bọn người qua duệ. Quán rượu tuy nhỏ nhưng có đầy đủ các loại rượu, hơn nữa còn có nhiều tiết mục biểu diễn thú vị. Sau 8 giờ không chỉ có cô chủ quán xinh đẹp dẫn theo mấy em trẻ trung nhảy múa mà họ còn mời cả quan khách lên sân khấu cùng tham gia náo nhiệt. Đào Từ cũng chạy lên góp vui, Quay Duệ dĩ nhiên chiều theo cậu, hai người ở trên sân khấu nhảy múa vô cùng hăng say. Người yêu của Lục Nhậm cũng chính là em gái Trình Kinh Nguyên, hai người bọn họ ngồi cạnh nhau tự nhiên có rất nhiều chuyện để nói. Tìm suốt cả buổi tối đều dính sát bên người Tiềm Vũ, giúp cậu bóc vỏ cua, giúp cậu rót nước, ngay cả khăn giấy cũng thay cậu chuẩn bị. Tiềm Vũ nét mặt thản nhiên tiếp nhận sự phục vụ ân cần của hắn, ngoại trừ lúc hắn giúp cậu lau vệt nước bẩn trên tay khiến cậu hơi nhăn mày một chút, thì những chuyện khác cũng không có biểu hiện gì khó chịu. Tiêu Diệp cũng không nhàn rỗi, không ngừng pha trò thu hút sự chú ý của Tiềm Vũ. Tiềm Vũ hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như xưa, cười đến cong cả mắt. Trịnh Dực Vi bị bỏ sang một bên, nhìn thấy cậu như vậy không nhịn được mà siết chặt lon bia, trong lòng vô cùng khó chịu. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Có Tim và Tiêu Diệp rồi thì không thèm nói chuyện với hắn. Thật quá đáng. Quay Duệ nhảy nhót một hồi, cả người mồ hôi nhễ nhại từ trên sân khấu đi xuống. Nhìn thấy biểu tình của Trịnh Dực Vi thì trong lòng cười thầm. Y ôm Đào Từ ngồi xuống, hưởng thụ xong cảm giác được người yêu săn sóc lau mồ hôi, mới ngồi đối diện Trịnh Kinh Nguyên, nháy mắt ra hiệu với hắn. Trịnh Kinh Nguyên nhìn qua Trịnh Dực Vi, hiểu ý, cất cao giọng nói. Ngồi không cũng buồn, chi bằng chúng ta chơi trò chơi nói thật hay thử thách đi. Được, được. Tiêu Diệp và Đào Từ giơ tay ủng hộ. Quay Duệ dĩ nhiên cũng hồ theo Đào Từ, Tìm không ý kiến. Lục Nhậm nhìn thấy được một màn Quay Duệ và Trình Kinh Nguyên nháy mắt với nhau, trực giác nói cho cậu biết bọn họ có âm mưu, nói gì cũng không chịu chơi. Trình Kinh Nguyên khẽ cười, sắc mặt không thay đổi nhưng giọng nói lại mang theo ý tứ hăm dọa. Thật sự không chơi? Chơi chơi chơi. Lục Nhậm vội vàng sửa miệng, nói đùa, cậu làm sao dám đắc tội với anh vợ tương lai, hơn nữa còn là một kẻ giết người không chớp mắt. Các cậu thì sao? Trình Kinh Nguyên nhìn về phía Trịnh Dực Vi và Tiềm Vũ. Được, Tiềm Vũ vô thưởng vô phạt nói. Trịnh Dực Vi cũng giống Lục Nhậm, cảnh giác được có âm mưu nhưng Tiềm Vũ đã nhận lời. Hắn cũng không muốn làm mọi người mất hứng, đành phải đồng ý. Trò này tin chắc mọi người đã từng chơi qua. Quy tắc rất đơn giản. Ở lượt quay đầu tiên, miệng chai bia chỉ vào ai, người đó chính là người phát ra mệnh lệnh. Lượt thứ hai chuyển tới ai thì đó là người chấp hành, hoặc là nói ra lời thật lòng, hoặc là phải chấp nhận thử thách. Trình Kinh Nguyên lấy ra con dao trịnh trọng đặt xuống bàn, trên mặt lóe lên một tia hung ác nói. Mọi người đều là đàn ông, ai dám nói dối hoặc chơi xấu, đừng trách tôi không trợ mặt không nhìn. Các cậu cũng biết tánh tôi rồi đó. Mọi người đều im thin thít, không ai dám hé răng.
em rể tương lai của hắn trong lòng thầm rơi lệ. Bạn gái của cậu hẳn là đã được gia đình hắn nhặt về đúng không? Cô dịu dàng đáng yêu như vậy, cùng tên lưu manh này có chỗ nào giống anh em chứ? Được rồi, thả lỏng đi, tôi chỉ đùa một chút thôi. Trình Kinh Nguyên khôi phục lại bản tính cợt nhã, khoát tay nói. Ngoại trừ Tiềm Vũ, những người còn lại đều trợn mắt. Bộ dáng kia của hắn ai dám không coi là thật. Không khéo tay chân cũng chẳng còn lành lặn. Trong bầu không khí quái dị như vậy, trò chơi bắt đầu. Vòng thứ nhất, người may mắn phát lệnh là Qua Duệ, người xui xẻo chấp hành là Đào Từ. Nói thật hay thử thách? Thử thách. Tốt. Qua Duệ cười híp mắt nói. Từ từ, hôn anh một cái. Được. Đào Từ rất tự nhiên hôn chụt lên má phải của y. Qua Duệ bất mãn chu môi. Nơi này. Mọi người biểu lộ ra biểu tình khinh bỉ. Biết hai người ngọt ngào ân ái rồi, không cần khoe mẽ, nhìn mãi cũng phát chán. Đào Từ da mặt không dày như Qua Duệ, hơi đỏ mặt xấu hổ một chút rồi mới nghiêng người hôn Qua Duệ. Kết quả lại bị y giữ lấy ôm hôn nồng nhiệt, khiến khách khứa trong quán một phen ồn ào. Trình Kinh Nguyên, Tim, Tiêu Diệp và Lục Nhậm không chịu nổi la ó. Quá đáng. Lại đây hôn ông nè. Ánh mắt Trịnh Diệc Vi và Tiềm Vũ chợt giao nhau. Hai người đều nhớ lại hình ảnh một đêm kia hôn nhau kịch liệt. Ánh mắt Tiềm Vũ tựa như mặt hồ sâu thẳm. Cậu sợ không cẩn thận để lộ ra cảm xúc đã cố tình che giấu, rất nhanh liền rũ mắt xuống không nhìn Trịnh Diệc Vi nữa. Mà Trịnh Diệc Vi nhìn đến đôi môi đã hơi bất sưng của cậu, thân thể bỗng nhiên trở nên khô nóng, trong lòng bắt đầu ân ẩn ngứa. Xong đời, chuyện kia thực chất không thể coi là một giấc mộng. Bây giờ hễ nhìn thấy cậu lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Thực sự là quá đói khát sao? Hay hắn nên đi tìm một người bạn gái? Trước sự kháng nghị của đám người Trình Kinh Nguyên, Qua Duệ và Đào Từ cuối cùng cũng chịu kết thúc nhiệm vụ. Trò chơi tiếp tục. Lần này đến phiên Lục Nhậm phát lệnh, Tiêu Diệp là người chấp hành. Tiêu Diệp chọn thử thách, Lục Nhậm bắt hắn trình diễn một màn múa sexy. Tiêu Diệp rất sảng khoái nhảy lên sân khấu, vừa uốn éo cơ thể vừa lộ ra biểu tình gợi cảm mê người, ném mị nhãn về phía Tiềm Vũ, làm cho khách khứa trong quán so với màn nhảy lúc nãy còn hưng phấn hơn. Lục Nhậm sờ cằm nói với Trình Kinh Nguyên, thật có tiềm năng. A Nguyên, cậu ta liệu có hứng thú làm diễn viên không? Thôi đi, Tiểu Diệp nên muốn bước vào giới giải trí, cần cậu nói không? Trình Kinh Nguyên cười nhạo. Lục Nhậm nhún vai, thật đáng tiếc. Trịnh Diệc Vi không quan tâm đến câu chuyện của bọn họ. Hắn thấy Tiềm Vũ ngồi xem rất nghiêm túc, liền không nhịn được hỏi một câu, đẹp không? Tiềm Vũ gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Tiêu Diệp. Ừ, cũng được. Trịnh Diệc Vi không nói. Hắn nghĩ Tiêu Diệp ngoại trừ tuổi còn nhỏ, hơi ngây thơ một chút thì cũng không có chỗ nào không tốt. Gia cảnh không tệ, nhiều tài lẻ, tính tình cũng được, đối với chuyện tình cảm cũng rất nghiêm túc. Liệu hắn có nên thử hợp tác cho bọn họ một lần? Nhưng hắn vẫn cảm thấy bọn họ không thích hợp. Tiềm Vũ rõ ràng nên tìm một người đàn ông thành thục trầm ổn hơn. Đúng vậy. Nhìn vẻ mặt khổ sở suy nghĩ nát óc của hắn, Trình Kinh Nguyên và Qua Duệ thầm liếc mắt. Hai người đều hạ quyết tâm, bọn họ mà nắm quyền phát lệnh thì nhất định sẽ chơi hắn một phen. Không ngờ trò chơi đến vòng thứ 5 liền over, bọn họ căn bản không có cơ hội ra tay. Tới lượt Tim phát lệnh, Tiềm Vũ là người chấp hành. Tim cười hề hề nói với Tiềm Vũ, Tiềm thiếu, hôn tôi một cái. Sắc mặt Tiềm Vũ lập tức đen lại. Trịnh Diệc Vi cũng nổi giận, Tim dám lợi dụng cơ hội đề ra yêu cầu vô lý như vậy, thật không biết sống chết. Cái đoạn này đoạn này anh Công là đang ghen đó các bạn. Trình Kinh Nguyên cố tình giả vờ như không nhìn thấy vẻ mặt không vui của Tiềm Vũ, la hét kích động cậu, mau hôn đi, không dám chơi sao?
Sắc mặt Tiềm Vũ càng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tim không nhúc nhích. Bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, Tim dù ngốc nghếch cũng nhận ra được sát khí nồng đậm. Hắn cũng không muốn chọc giận Tiềm Vũ, nên ngượng ngùng nói: "Hay là đổi một yêu cầu khác?" "Không được." Trình Kinh Nguyên nhíu mày. "Đã là quy định của trò chơi, ai nấy đều phải tuân thủ." Qua Duệ cũng hùa theo: "Đúng vậy, tùy ý phá vỡ quy tắc thì làm thế nào có thể chơi tiếp?" Tiểu Diệp rất muốn giúp Tiềm Vũ giải vây, nhưng cậu biết rõ tính tình Trình Kinh Nguyên, hắn sẽ thực sự trở mặt. Lục Nhậm trong lòng rất đồng cảm với Tiềm Vũ nhưng cũng không dám nói gì. Không khí trở nên ngột ngạt. "Không chơi tiếp được nữa thì đừng chơi." Trịnh Diệp Vi lên tiếng. Hắn đứng dậy nói với Tiềm Vũ: "Ngày mai còn phải quay phim, chúng ta về thôi." Tiềm Vũ im lặng nhìn hắn. "Mau đứng lên." Trịnh Diệp Vi thúc giục. Bị hắn phá đám trước mặt mọi người, Trình Kinh Nguyên mất hứng, đứng dậy trừng mắt nhìn hắn. "Trịnh Nhược Vi, cậu như vậy là có ý gì?" Trịnh Nhược Vi cũng không thèm để ý hắn mà nhìn về phía Đào Từ, dùng ám hiệu chỉ có hai người biết. Trước đây khi cậu ta và Qua Duệ giận dỗi, Trịnh Nhược Vi đã giúp cậu một chuyện rất quan trọng. Đào Từ luôn nói muốn trả ơn hắn. Trịnh Nhược Vi trước giờ đều không để bụng, nhưng giờ phút này hắn lại rất cần sự giúp đỡ của cậu. Hắn chính là ám chỉ lời hứa hẹn khi đó. Đào Từ chợt hiểu ra, cậu từ nhỏ vẫn luôn biết điều, không thích thiếu nợ ân tình của ai, cũng không muốn hùa theo Qua Duệ giúp Trình Kinh Nguyên khi dễ người khác. Nhìn thấy ám hiệu của Trịnh Nhược Vi, cậu liền quay qua nói với Qua Duệ: "Em mệt quá, em muốn về ngủ." Qua Duệ hơi ngẩn ra, nhìn thấy nét mặt của Trịnh Dực Vi thì lập tức hiểu được dụng ý của Đào Từ. Y trầm ngâm vài giây rồi gật đầu nói: "Được, chúng ta về nghỉ ngơi." "Nè, không phải cậu chứ?" Trình Kinh Nguyên hét to. Qua Duệ một lời hai nghĩa nói: "Chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi." Trình Kinh Nguyên cũng nhìn ra Trịnh Dược Vi thực sự tức giận. Hắn đã vô tình khiến mọi người không thoải mái, chỉ là cảm thấy hơi mất mặt nên mới cùng Trịnh Dược Vi lớn tiếng. Đang đau đầu không biết làm cách nào để kết thúc thì Qua Duệ lại bắt sẵn cái thang. Hắn còn không biết leo xuống thì chính là tên ngốc. "Vậy thôi, mọi người về tắm rửa nghỉ ngơi đi." Bọn người Qua Duệ nghỉ lại ở một nhà dân gần đó. Riêng chỗ ở của Trịnh Nhược Vi và Tiềm Vũ thì cách quán rượu hơi xa. Trên đường trở về, Tiềm Vũ không nói một câu. Trịnh Nhược Vi cho rằng cậu còn giận Tim. Tuy hắn không tán thành cậu quen Tim, nhưng cũng không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, liền lược lời nói: "Tim lớn lên ở nước ngoài cho nên lời nói cử chỉ cũng thoáng hơn chúng ta. Chuyện khi nãy cậu đừng có để bụng, bản tính hắn cũng không có xấu." Tiềm Vũ chợt dừng bước, không chớp mắt nhìn hắn: "Tại sao anh thà đắc tội với bạn bè cũng không để cho tôi hôn Tim?" Trịnh Diệc Vi hơi ngẩn ra một chút, lắp bắp nói: "Bởi vì cậu không muốn." Tiềm Vũ không bỏ sót một tia biến hóa nào trên gương mặt hắn, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu Tim yêu cầu Tiêu Diệp hôn hắn, Tiêu Diệp không muốn thì anh cũng sẽ làm như vậy sao?" Trịnh Nhược Vi đầu óc có chút hỗn loạn, không biết phải trả lời thế nào. Trong lòng hắn rất rõ, nếu là Tiêu Diệp, hắn căn bản sẽ không nhúng tay vào, thậm chí sẽ còn hùa theo làm loạn. Nhưng đổi lại là Tiềm Vũ, hắn liền mất khống chế. Hắn không muốn nhìn thấy bộ dáng Tiềm Vũ mất hứng, càng không muốn để cho cậu hôn Tim. Nghĩ đến hình ảnh đó, hắn liền muốn phát điên. Chuyện này thật không bình thường, quá mức không bình thường. Nghĩ tới nghĩ lui, Trịnh Dực Vi vẫn cho rằng vì thân thể mình đói khát nên đối với Tiềm Vũ mới nảy sinh ra những ý niệm hoang đường như vậy. Sợ căng thẳng quá sẽ khiến cho quan hệ giữa mình và Tiềm Vũ trở nên xa cách, hắn đành cưỡng ép bản thân không được suy nghĩ lung tung, cố vùi đầu vào công việc quay phim. Qua Duệ rất muốn ở lại xem náo nhiệt,
Nhưng Đào Từ lại nghe lời Trịnh Dực Phi, mỗi ngày đều ầm ĩ đòi về. Người đại diện của Qua Duệ cũng gọi điện hối thúc y về tập luyện cho tui diễn sắp tới nên không còn cách nào khác. Trình Tinh Nguyên cũng là người yêu thích náo nhiệt, nhốt mình 2 ngày trên hòn đảo vắng vẻ này khiến cả người hắn đều không thoải mái. Vừa nghe Qua Duệ nói muốn rời đi, hắn lập tức đặt vé tàu. Tiêu Diệp và Tim cũng không có lý do gì để ở lại. Ngày thứ 3 sau khi bọn họ rời đi, Trịnh Nhược Vi và Tiềm Vũ cũng xin phép về đất liền tham dự liên hoan điện ảnh Kim Kỳ Lân được tổ chức mỗi năm một lần vào cuối tháng 10. Bọn họ một lần nữa được song song đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Lục Nhậm rất buồn bực. Toàn bộ phim chỉ còn lại 5-6 màn diễn và một cảnh hôn nhau, nhưng bọn họ lại là những nhân vật quan trọng, không thể không trở về tham gia lễ trao giải. Cũng đều tại bọn người Qua Duệ đến đây phá đám nên cậu mới không thể tiến hành đóng máy đúng thời hạn. Dự xong lễ trao giải lập tức quay về ngay cho tôi, không được trì hoãn. Năm nay Trịnh Dược Phi không cùng với cô bạn thân Lục Gia Hãn sóng vai trên thảm đỏ mà đi cùng với Tiềm Vũ. Hai người một âu phục đen, một âu phục trắng, ăn mặc long trọng hơn so với ngày thường. Bạch Chí Lăng đều điều riêng một chiếc Rolls Royce màu đen đến đưa Trịnh Dược Vi, Tiểu Mật lái xe, Eric vào vị trí phụ lái. Trịnh Dược Vi và Tiềm Vũ ngồi ở băng ghế sau. Eric thầm rơi lệ, nếu Đường Liệt biết Tiềm Vũ đang ngồi trên xe của công ty, Bạch Tiện Nhân khẳng định sẽ tức đến đem y ra xử tử. Tiểu Mật lại rất hưng phấn, cười hì hì nói: "Anh, Tiềm Thiếu, hai người thật giống hắc bạch song sát." Trịnh Nhược Vi và Tiềm Vũ cùng nhìn đối phương, sau đó lại nhìn mình, nhịn không được cười rộ lên, quả thật rất giống. Cười nói một hồi, xe rất nhanh đã đến hội trường lễ trao giải. Trước đây bọn họ đều là người bước ra sau cùng, nhưng hôm nay ban tổ chức lại sắp xếp cho họ xuất hiện đầu tiên. Nguyên nhân là vì năm nay có một nhân vật so với bọn họ càng có sức ảnh hưởng hơn. Đó chính là Hy Nhạn Thầm. Mấy năm nay y đều tham gia vào những dự án phim lớn do nhà sản xuất nước ngoài đầu tư. Ở liên hoan phim nước ngoài cũng lấy được mấy giải ảnh đế, để trao giải trong nước gần như không tham gia. Năm nay với bộ phim khoa học viễn tưởng Người Ngoài Hành Tinh do công ty Mỹ Hoa hùn vốn, sau 8 năm y lại một lần nữa được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trịnh Dược Vi và Tiềm Vũ mặc dù cũng là thiên vương, nhưng so với vị tiền bối thuộc đẳng cấp quốc tế này, hiển nhiên vẫn còn non nớt. Ban tổ chức cũng không dám đắc tội với hai người nên mới sắp xếp cho bọn họ xuất hiện đầu tiên. Hơn 6 giờ tối, fan đã xếp hàng đông nghẹt ở hai đầu thảm đỏ. Trịnh Nhược Vi và Tiềm Vũ giữa tiếng reo hò một trước một sau bước xuống xe, sóng vai đi đến phía trước. Ngoài trời lất phất mưa bụi, khắp người bọn họ bao phủ lớp mưa bụi nhàn nhạt, dưới ánh đèn nhìn có chút mơ hồ hư ảo. Ngoại hình của hai người nổi bật như vậy, đi bên cạnh nhau trông vô cùng đẹp mắt. Tiếng thét chói tai của fan như xé rách bầu trời đêm. Trên mặt Trịnh Dược Vi mang theo nét tươi cười ấm áp, thỉnh thoảng dừng lại cùng fan bắt tay. Tiềm Vũ cũng tỏ vẻ thân thiện, vẫy tay với mọi người. Đi đến khu vực trung tâm, hai người dừng bước điều chỉnh góc độ để phóng viên chụp ảnh. Phóng viên chen lấn đưa micro và máy ghi âm, hỏi bọn họ có cảm thấy hôm nay ai sẽ là người chiến thắng. Trịnh Nhược Vi và Tiềm Vũ chỉ cười không đáp. Đi đến cuối thảm đỏ, hai MC chính của buổi lễ là Hà Tử Thanh và Khang Tương Ngữ đã đứng chờ sẵn. Sau khi đợi bọn họ ký tên lên áp phích tuyên truyền, Khang Tương Ngữ mới trêu chọc Trịnh Nhược Vi: "Bệ hạ, anh cảm thấy hôm nay giữa anh và Tiềm Thiếu ai đẹp trai hơn?" Trịnh Nhược Vi tràn đầy tự tin: "Đương nhiên là Trẫm." Những lời này của hắn làm cho nhóm thần dân môn ở bên dưới càng la hét chói tai hơn: "Bệ hạ đẹp trai nhất, hoàng thượng vạn tuế, vạn tế, vạn vạn tuế."
Trịnh Diệc Vi mỉm cười, hướng bọn họ trao một nụ hôn gió. Cảm ơn các ái khanh. Không khí trở nên vô cùng phấn khích. Khang Tư Ngữ bị tính tự kỷ của Trịnh Diệc Vi chọc cười, quay đầu lại hỏi Tiềm Vũ. Tiềm thiếu, cảm thấy thế nào? Anh cũng cho rằng hôm nay Trịnh Thiên Vương đẹp trai hơn sao? Tiềm Vũ vẻ mặt không thay đổi. Anh ta nói vậy thì là vậy đi. Khang Tư Ngữ câm nín nhìn trời. Tiềm thiếu kiêu ngạo cũng học được cách nghiêm tốn sao? Hay căn bản là khinh thường khi bị so sánh với Trịnh Diệc Vi? Kỳ thật cả hai đều rất đẹp trai, mỗi người một vẻ. Hà Tử Thanh nói một câu hòa giải, kế tiếp lại đưa ra vấn đề mà vừa rồi các phóng viên không ngừng hỏi. Chi bằng Tiềm thiếu hãy dự đoán một chút, đêm nay danh hiệu ảnh đế sẽ vào tay ai? Cậu có giống như trước đây nghĩ mình là tuyệt nhất không? Đối với khả năng diễn xuất, Tiềm Vũ thái độ rất nghiêm túc. Tôi đương nhiên tuyệt nhất. Ý của cậu là mình sẽ tiếp tục được phong đế? Tiềm Vũ cười cười. Chuyện này cũng khó nói, tôi cũng không thể đại diện cho ban giám khảo đưa ra ý kiến, có phải không? Hà Tử Thanh vô cùng kinh ngạc, không nghĩ cậu sẽ trả lời như vậy. Kỳ thực ấn tượng của hắn đối với Tiềm Vũ luôn không được tốt. Trước kia hắn từng vài lần mời cậu tham gia một số tiết mục, nhưng cậu đều từ chối, không hề nể mặt địa vị của hắn trong giới giải trí. Tiềm thiếu tính tình cao ngạo, cuồng vọng như thế lại bỗng chốc thay đổi. Chẳng lẽ gần gũi với người thân thiện như Trịnh Thiên Vương lâu ngày bị ảnh hưởng? Trong lòng hắn hơi cảm khái một chút, lại hỏi Trịnh Diệc Vi. Trịnh Thiên Vương có cảm nghĩ gì về sự cạnh tranh ngôi vị ảnh đế trong năm nay? Trịnh Diệc Vi cười nói. Những người được đề cử đều có thực lực, bao gồm cả tôi và Tiềm thiếu. Nhưng tôi cảm thấy người cuối cùng đặt giải sẽ là thần tượng của mình. Người anh nói là Hy Nhạn Thầm sao? Khang Tư Ngữ hỏi. Đúng vậy. Anh ta thực sự là thần tượng của anh sao? Khang Tư Ngữ lộ ra biểu tình hoài nghi. Anh có nhớ sinh nhật của anh ta không? Biết anh ta thích ăn cái gì không? Biết bộ phim điện ảnh đầu tay của anh ta là gì không? Bạn gái là ai? Trịnh Diệc Vi nghĩ nghĩ. Anh ta sinh ngày 28 tháng 8 năm 1970, thích ăn nhất là món cay tứ xuyên. Bộ phim điện ảnh đầu tiên là Nam Hiệp Triển Chiêu của đạo diễn Phong Khải Nam. Bạn gái là... Hắn ngừng trong chốc lát, vừa nói. Nghe đồn là một cô gái họ Lưu, nhưng có phải sự thật hay không thì tôi không rõ lắm. Wow, anh quả thật là fan của Hy Nhạn Thầm. Khang Tư Ngữ biểu tình khoa trương. Kỳ thật chuyện này cô đã sớm biết, nhưng vì shooting của chương trình nên giả vờ tỏ vẻ kích động.